em gái em bây giờ là thua em 2 tuổi ạ. Không, không. Mời em trai giới thiệu về mình. Thôi có gì thì em xin gửi tới một bài hát để thay mặt lời chào với cả quý vị khán giả và cả anh Quyền Linh với chị Hồng Vân. Chào ha. Vâng, ok. Các bạn gái bên kia. Thật hạnh phúc, thật ý nghĩa khi thấy em cười mỗi lúc bên người theo mây và gió. Từng lời nói em hiểu được. Thoải mái lên nào, thoải mái lên. Em tên là gì? Em tên là Nguyễn Hữu Dương ạ. Em 28 tuổi ạ. Em đang làm cho công ty trách nhiệm hữu hạn An Phú Linh về mảng cử la xe bên là xây dựng. Em là một nhân viên vận hành máy công trình anh ạ. Em sinh ra và lớn lên ở miền đất miền Trung ạ, ở Hà Tĩnh ạ. Em đang làm ở Sài Gòn ạ. Quận mấy? Em ở quận 2 ạ. Rồi bây giờ đến nhà gái mình nè, em giới thiệu đi. Dạ, lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến MC Quyền Linh, MC Hồng Vân, bạn nam kế bên và cùng toàn thể khán giả trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Bùi Thị Ngọc Mai, năm nay em 28 tuổi ạ. Em cùng quê với bạn nam bên kia, em cũng là người Hà Tĩnh ạ. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Hiện tại em là thư ký kinh doanh của công ty cổ phần bóng đèn điện quang ạ. Mai làm ở quận mấy Mai? Dạ, Mai làm ở quận 9 ạ. À, quận 9 qua quận 2 là gần. Hay quá, hai người này cùng quê hay quá ha. Em Mai em nói về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh của em là em vui vẻ, hòa đồng ạ. Mọi người thì thường thích chia sẻ câu chuyện với cả tâm sự với em, giống kiểu mọi người hay nghĩ là hay nói là em rất biết lắng nghe và an ủi người khác ạ. Còn điểm yếu của em thì em nói hơi nhiều, có một xíu hay quên. Rồi em có cái tật xấu gì không? Tật xấu của em ở đây chắc là em hay nhăn. Em thích đi du lịch ạ. Thường giống một năm em sẽ cố dành cho mình một chuyến du lịch. Có thể là với gia đình hoặc là bạn bè của em á. Thì một năm em sẽ cố gắng đi du lịch một lần, một thành phố nào ở đó trong Việt Nam ạ. Rồi, bạn ơi. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm là em vui vẻ, hòa đồng và tiếp thu nhanh và rất đam mê bóng đá và chơi được tất cả các môn bóng đá. Chơi tất cả những môn thể thao. Khuyết điểm của em là có thể là nói nhiều một tí. Em nói hơi nhiều. Sao nói gì nói nhiều? Nói nhiều. Hay làm được. Em toàn sử dụng công nghệ có chị Google Maps rồi. Em được mấy mối tình rồi? Em thì chỉ có một mối tình hồi cấp 2 là tình yêu đơn phương, không có tìm mối tình sâu đậm ạ. Ngắn ngủi là bao lâu? Một tuần kìa, một tháng, hai rồi lắm được 2 tháng anh ạ. Trời ơi, tình yêu gì đâu mà nhanh dữ vậy? Này mới vừa quen mà phát sinh tình cảm thôi đúng không? Dạ đúng ạ. Có nắm tay chưa? Rồi ạ. Có hôn nụ hôn đầu tiên chưa? Chưa anh ạ. Sao quen 2 tháng hôn nụ hôn đầu tiên đi chứ? Chắc là em ngại quá, em nhát gái quá. Đó. Rồi, còn mình thì sao nè? Dạ em có trải qua 2 mối tình ạ. Mối tình gần đây nhất em chia tay là được 1 năm rồi ạ. Lý do chia tay thì giống kiểu em cũng đến tuổi muốn lập gia đình rồi á. Nhưng mà bạn đó cái suy nghĩ nó chưa được chín chắn với trưởng thành á. Nên là cảm giác không có cái suy nghĩ chung nên bọn em dừng lại ạ. Như vậy là 1 năm rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Dạ, chào chị Hồng ơi. Chào em. Vâng. Nhát hả? Vâng ạ. Vậy em suy nghĩ thế nào về cái mẫu hình bạn gái mà mình sẽ hướng tới? Vâng, thì em cũng đơn giản thôi chị ạ. Chấp nhận em là đi công trình và làm xa. Thứ hai là quán chuyến điện cho đỉnh được. Thứ hai là kính trên nhường dưới với quan tâm chăm sóc hai bên gia đình là được. Nếu như hôm nay em đến em gặp cái bạn nữ này mà hai em mà bấm nút cho nhau á, thì em có ý định là gọi là tiến tới hôn nhân liền không? Nếu mà bạn gái đồng ý thì cũng phải hỏi thăm bạn gái thế nào thì chúng em có thể là tiến tới hôn nhân luôn ạ. Em có cái hình mẫu lý tưởng nào không? Thì cũng là có một hình mẫu là giống Lưu Diệc Phi. Giống Lưu Diệc Phi. Thần tiên tỷ tỷ đúng không? Có dương quá trong thôi. Em là dương quá mà. Dương quá. Dương quá thì đó là thần tiên tỷ tỷ đó. Đúng rồi. Để mình xem coi giống tỷ tỷ thần tiên của em. Dạ. Đàn gái. Chị thương ha. Đàn trai thấy là chịu rồi đó. Ok. Em gái muốn tìm một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Bạn trai với cả là chồng lý tưởng của em á,
là một người biết quan tâm chăm sóc cho gia đình. Tại vì với em cái yếu tố gia đình với em rất là quan trọng. Bây giờ là mình gia đình bố mẹ mình, anh em mình, sau này thì là gia đình nhỏ của mình và con mình á, có chí cầu tiến. Có quan tâm với gia đình không? Dạ có. Có ý chí cầu tiến không? Dạ có. À, chúng ta nếu mà lấy nhau đó, vâng, thì em sẽ định hình ở đâu? Mình nói đi cho bạn gái thấy mình là có ý chí cầu tiến. Trước mắt thì mình cứ sống ở nhà trọ một thời gian, rồi khoảng 3-4 năm gì đó mình có một số vốn, rồi mình có thể là mua nhà chung cư trả góp hay là dần dần. Chứ nếu mà thực sự mà có luôn thì thật sự hơi khó. Thì đó, mình cái hướng thế, đại đa số ta lấy nhau cũng đầu tiên xuất phát điểm cũng là ở nhà thuê thôi. Ngày xưa anh lấy nhau cả năm trời anh cũng chưa có nhà luôn đó. Người Hà Tĩnh em ở huyện nào? Dạ em ở thành phố Hà Tĩnh ạ. Thành phố luôn hả? Còn em dạ. ở đâu? Em ở thị trấn Thạch Hà. Vậy hai bạn gần nhau không? Dạ cũng gần ạ. Ừ, sát bên nhau. Em gái đi với ai? Dạ hôm nay em đi tới đây cùng mẹ em gái với cả là hai người bạn thân của em ạ. Xin chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân và chào quý vị khán giả. Tôi là mẹ của Mai. Mai là con gái thứ hai. Nhưng cháu sống là tình cảm, hiếu thảo lắm, có trách nhiệm với gia đình, cũng chịu khó, nói chung là cố gắng, cũng cá tính lắm. Còn bạn trai bên này thì cô thấy là cái hay nhất là người đồng hương. Dạ. Còn những cái mà cháu nói lên thì cô thấy cũng rất là chân thành, cũng là có những cái là cố gắng và có những định hướng cho tương lai, quyền lựa chọn ở hai con. Em đi với ai? Dạ em đi với anh họ và là cũng là người sếp và cấp trên của em, và chị bạn ạ. Trước hết xin chào toàn thể ekip chương trình, chị Hồng Vân, anh Quyền Linh cùng toàn thể tất cả quý vị khán giả trong khán phòng và tất cả các bạn xem truyền hình. Tớ nhận xét ở đây thì bạn gái đây là rất là xinh, rất là dịu dàng, hai người cùng quê lại cùng lập nghiệp ở Sài Gòn. Thì trước hết Dương là một người em trai, ở với tớ cũng lâu rồi, công trình thì rất là hay nhậu, nhiều khi là anh em cứ nhậu hết rồi, nhưng mà Dương là do dọn dẹp hết cho anh em, nhưng hàng ngày Dương quét dọn dẹp văn phòng các thứ là Dương dọn hết. Và ra Dương thì cũng là rất là chịu khó nấu ăn. Nhiều khi anh em có bảo ra quán như Dương bảo mua đồ về nhà để nấu cho nó ăn cho nó ngon và sạch sẽ. Toàn thể công ty mà không có Dương thì đúng là rất là một cái vất vả cho công ty. Bạn gái ở đây thì rất là xinh đẹp và tuyệt vời. Dạ, nếu mà anh là anh bấm nút liền luôn ạ. Đúng. Rồi, chúng ta sẽ mở rào để hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Bắt đầu đi Dương. Vâng. Chào chị. Thì giờ lần đầu tiên gặp em thì anh cũng có một bó hoa và cùng một cái chiếc đồng hồ thông minh và để luôn, mà lúc anh ở bên cạnh em thì anh có thể biết đo được nhịp tim, huyết áp và sẽ biết được sức khỏe em thế nào, thì em còn chăm lo cho em và nói với em. Vâng. À, dạ. Ngày hôm nay em tới đây thì em muốn tặng anh một cuốn sách. Cuốn sách này thì nó nói về cái cách để cho mình lập nghiệp, mình tạo dựng sự nghiệp của mình khi mà bản thân mình không có nền tảng trước sẵn là từ gia đình hay một cái gì hết. Vâng. Hôm qua anh có nhậu say một tí. Nửa hôm thì thật sự tỉnh dậy thì ánh trăng nó làm phiền anh, làm anh không ngủ được, nên anh có xuất khẩu thành thơ luôn. Thì anh sẽ lấy cho em đây, đọc. Đây. Vâng. Bây giờ mình đeo đồng hồ trước đi. Đưa chị cầm cái hoa giùm cho. Anh xin phép được. Dạ. Em cảm ơn anh. Thì nhờ bạn gái đọc lên cùng khán phòng cùng nghe. Vâng ạ. Dạ em xin phép được đọc bài thơ do bạn Nam có viết để tặng mọi người trong trường quay cũng như là hai MC ạ. Ánh trăng lúc mờ lúc tỏ, gặp em giữa lòng muốn ngỏ lời yêu. Yêu em giữa ban ngày, lòng anh tỏ không biết ai tỏ cùng anh. Là em đọc không có hay, mọi người thông cảm, chắc là thơ làm hay hơn nhưng mà do em đọc không có hay ạ. Vâng, cảm ơn bạn gái. Cảm nhận về nhau như thế nào các bạn? Dạ thì em cảm nhận là vẫn có hình bóng của Lưu Diệp Phi ở đây. Vâng, thì cô gái quá dễ thương và cũng em cảm nhận thì quá tuyệt vời rồi. Quá tuyệt vời rồi. Thì còn bạn gái cảm nhận về anh thế nào?
Qua những cái gì anh chia sẻ thì em cảm giác là chương trình đã rất ưu ái với em, đã chọn cho em một bạn nam mà khá gần với hình tượng của em đã mong muốn ạ. Em muốn hỏi anh là ví dụ như anh có hay bị say nắng đồ này kia, nếu mà đi ra ngoài gặp cô này cô kia anh có hay bị không say à. Nắng không? Tất cả sắc đẹp ở trên thế giới này anh đều là quá bình thường. Mình chỉ yêu những người chung thủy một người thôi chứ chả liếc mắt nhìn nghiêng nhìn ngó. Dạ vâng, em không biết anh có gì muốn hỏi em không ạ? Anh thì hỏi em là... Anh ngại, anh cứ hỏi đi, em thấy bình thường mà, mình người cùng quê sẽ dễ nói chuyện hơn, anh cứ hỏi em đi. Chị đang muốn hỏi bạn dạ. Nữ á, dạ. Bạn có phải là trụ cột của gia đình mình không? À, dạ, nếu như mà nói từ trụ cột thì nó hơi nặng, nhưng mà nói chung là em sống với gia đình và cũng phụ giúp ba mẹ. Cho em dù... nói cho bạn nghe đi, tại vì là thực ra tất cả những cái điều mình cần phải nói, mình cần phải trao đổi nếu như thực sự mình muốn đi xa hơn. À, dạ, thì em cũng có và chia sẻ là ví dụ sau này khi kết hôn rồi mà em muốn em gái ở cùng với em thì em không biết là cái bạn nam có hay là gia đình bạn. Thì tại sao vậy? Tại sao em gái em phải nghĩ là em sẽ phải nuôi em gái? Không phải là em phải nuôi, bởi vì là gia đình em cũng có anh trai nữa, nhưng mà đây là cái mong muốn em muốn thôi. Tức là nó phải có một lý do, ví dụ em gái cũng sẽ lớn lên rồi em gái cũng lấy chồng. Mình hiểu ý chị không? Để cho bạn hiểu được là cái hoàn cảnh là như thế nào đó. Dạ. Em gái em bây giờ là thua em 2 tuổi ạ. Ừ. Thôi. Em hiểu rồi. Câu chuyện đó thì có lẽ mọi người cũng hiểu ha. Hai bạn cũng là cùng quê với nhau. Vâng. Anh nghĩ rằng có cố gắng thì chúng ta sẽ thành công đó, không có gì phải lo đâu nha. Em nói về cái việc mà bạn gái đang trăn trở đó, thật là chân thành và cái quan điểm của em. Vâng, thật sự thì mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Em cũng hiểu là hoàn cảnh của bạn gái bên này thì không sao đâu. Bởi vì mình thật sự thì mình phải là từ bi như Phật. Thì mới có gì bỏ qua với nhau và không có vấn đề là em không quan trọng. Em đồng ý và em vui với việc đó đúng vâng, không? Đó, em chỉ vui. Cần em nói như vậy để cho bạn hiểu thôi. Vâng. Hãy suy nghĩ thật kỹ xem trái tim có rung động hay không. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Bạn gái không bấm. Em không bấm hả? Dạ. Có bấm không? Không bấm. Em có thể chia sẻ một chút cảm nghĩ của em. Em cảm giác là bạn nam rất là tốt, thật sự là rất là tốt. Ở trong cuộc sống á, em đã luôn rất là phải mạnh mẽ. Em muốn tìm một người em cảm giác đúng là mình được che chở, mình được là một người con gái nũng nịu, rồi được đúng chất là một người con gái. Chứ không phải là cứ gọng mình. Mà bạn nam, em cảm giác bạn rất là hợp với là một người bạn, một người anh để em tâm sự. Cảm ơn em. Chúc em sẽ sớm tìm được một nửa mảnh ghép của mình. Mời nhà gái. Mời nhà trai. Mời đi anh trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Mình giới thiệu nào. Chào cô Hồng Vân, chào chú Huyền Linh và chào bạn Nam. Chào quý vị khán giả. Con tên là Ngô Thị Xuân Yến, con năm nay là 30 tuổi. Con đến từ Vĩnh Long, hiện tại công việc của con là nhân viên kế toán. Con cũng làm ở Vĩnh Long luôn. Dạ, ở Vĩnh Long luôn hả? Dạ đúng rồi. Mời nhà trai đi. Chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân, chào bạn nữ bên kia và chào các quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thanh Toàn, hiện làm nhân viên của một cửa hàng cắt cảnh. Buổi tối thì có những người mà như có đặt thêm bánh thì em sẽ làm thêm. Hiện sống ở làm ở quận 5.
Quận 5, quê ở quận 5 luôn hay là? À, quê ở quận 4. Quê quận 4 là quận 5. Lần trời đầu tiên là chú nghe vậy đó. Thôi bây giờ con giới thiệu đi, điểm mạnh điểm yếu của mình. Điểm mạnh yếu yếu. Điểm yếu là con hay nóng tính. Từ lúc mà tập võ đến giờ thì nó cứ điềm tĩnh nó lại. À, tập võ là điềm tĩnh rồi, đúng rồi đó. Còn điểm mạnh thì thể thao, năng động rồi vui vẻ hòa đồng. Trước đây con có chơi bên taekwondo, đá banh với lại điền kinh. À, đó là cái môn nào cũng có huy chương hết. À, tốt quá. Con giới thiệu về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh con là vui vẻ, hay tạo tiếng cười cho mọi người. Suy nghĩ độc lập với con thích đi chơi đi phượt có cô. Đi phượt. Dạ đúng rồi. Điểm yếu của con là cọc với hay nóng tính. Chà chà, hai đứa cùng nóng hết coi bộ mệt mỏi à nha. Với lại con rất thích nuôi chó. Cuồng chó luôn. Cuồng chó luôn hả? Cái đó điểm mạnh mà. Cô cũng thích nuôi dạ, chó đúng nữa. Rồi. Sẵn giờ con nói luôn đi, con có mấy mối tình rồi? Dạ, con có hai mối tình. Mối tình đầu tiên là lúc là còn sinh viên, con quen bạn đã được 2 năm. Thời sinh viên bỏ qua đi. Thời mới nhất nè. Mới nhất là cũng lâu rồi cô, 4 năm trước lận. Từ 4 năm trước, dạ, quen mấy rồi. Năm thì thôi. Dạ khoảng 1 năm hả? Lý do? Không có hợp cô, kiểu giống như suy nghĩ mọi người mọi khác. Không có giống nhau. Rồi thôi chia tay luôn. Chia tay luôn. Rồi 4 năm nay ở không vậy đó. Dạ đúng rồi, chứ lại tính cách con đó là suy nghĩ cái gì là suy nghĩ cái gì là phải đúng cái đó. Kiểu giống như là mình không có xác định với người ta thì đừng có làm cho người ta mất thời gian. Đúng rồi. Được thôi đó. Dạ đúng rồi. Không hợp thì thôi chia tay. Con cũng biết trải qua được ba mối tình gọi là chính thức. Ba mối chính thức luôn hả? Dạ. Dài nhất là mấy năm? Ba mối tình này đều có gọi là cái định mệnh hay sao á. Cứ đúng 2 năm là chia tay. Vậy mối này quen 2 tháng cưới luôn. Cho nó xóa phong thủy đi. Hy vọng là như vậy. Con có thích nuôi chó không? Trời, nhà con đang có một con chihuahua. Cái là cũng có nuôi cũng có thích. Dạ đúng. Chào cưng. Vậy còn hợp lý đó. Cũng thích nuôi chó đúng không? Dạ. Con tưởng tượng cái người bạn gái của con sao? Con nghĩa mong muốn như thế nào? Vui vẻ, hòa đồng, nói chung là có quan tâm đến cho nhau. Biết chia sẻ, san sẻ với nhau. Đó là tính cách, còn ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì cỡ 1.5m trở lên là tính 1.6m là được rồi. Con tưởng tượng cái người con gái ngồi bên đây á, là được bao nhiêu phần trăm mà con suy nghĩ? Trong suy nghĩ chắc bên cũng khoảng là 97% rồi. 97 rồi, thôi ông hốt luôn đi. 97 rồi còn gì nữa. Để qua chú coi chín mấy nha. Để coi 90 mấy. Trời ơi, dễ thương đó. Bây giờ con muốn tìm một mẫu đàn ông thế nào? Ngoại hình thì cỡ giống như Quân AB vậy chú. Hả? Hả? Cái gì? Quân AB. Ca sĩ Quân AB. Hơi tròn tròn, dễ thương. Nam tính. Nam tính tròn tròn, tròn, dễ, tròn thương. Dễ thương. Mà tỷ người không tròn thì sao? Dẹp lép được không? Sao nãy giờ con tả mà thấy giống chú Quyền Linh không à? Bạn trai phải là người không có gia trưởng. Tính cách là phải mạnh mẽ. Phải là quyết đoán, độc lập. Thí dụ mà con gặp bạn nam nào á, là đầu tiên là phải sạch sẽ. Tóc tay phải gọn gàng, tay chân. Mà con nhìn lần đầu tiên là con vô con nhìn nhìn cái móng tay liền đúng không? Tay với chân chuốt. Con ơi, con thấy sai rồi coi. Đưa tay lên đây chứ coi. Cái tay thôi đó, kìa không có móng luôn, con yên tâm. Cắt không còn một miếng móng nào luôn. Luôn à. Hai đứa được rồi đó, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nha. Con đi với ai nào? Con đi với ai nè? Dạ con đi với em gái. Giống sao y vậy, hai chị em giống y chang vậy trời ạ. Dạ con chào chú Huyền Linh và cô Hồng Vân và quý vị khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ con thấy anh cũng hợp với chị, nhìn bên ngoài cũng hiền lành. Với lại ngày hôm nay thì ba ở nhà, ba cũng hy vọng là hôm nay, sau ngày hôm nay thì chị cũng có thể là có một mối tình nào đó tiến tới lâu dài. Và là đem bạn trai về giới thiệu với ba đúng không? Ba cũng trông dữ lắm rồi. Dạ. Thương không? Rồi em trai đi với ai? Dạ lúc đầu do có sếp, nhưng mà bữa nay sếp đột xuất đi tỉnh nên không có tham gia. Thôi hai đứa gặp mặt nhau đi rồi tâm sự đi. Mở rào. Bắt đầu đi. Trời đó. Con khủng long. Dạ tại vì mọi người đánh giá em là thô lỗ, cọc cằn, nóng tính. Nhưng mà anh thử tiếp xúc đi rồi anh sẽ thấy nó dễ thương như vậy. Dạ em thích màu này. Em muốn tặng anh một món quà kỷ niệm vào ngày hôm nay. Cảm ơn em. Anh thì cũng có cái bánh gọi là tâm động của anh làm. À đây anh cầm này. Bánh là con tự làm luôn hả? Dạ. Con muốn thử không? Con thử đi. Con thử coi có ngon không? Bánh này hồi sáng con mới thèm. Con mới thèm luôn á hả? Trời ơi, ông trời cũng tính sẵn cho con luôn á, thèm tự có nhiên có trai tặng liền luôn. Vậy là có duyên rồi.
Ý trời rồi, ý con trời. Ăn thử liền đi con, thèm là mình phải hưởng thụ liền. Trời ơi, Linh có thích không, tôi xin cho một cái nè. Chứ tôi nhìn tôi thấy hấp dẫn dữ lắm luôn á. Thiệt. Linh không có thích nhưng mà ăn đi còn nhiêu để đó. Dễ gì, bé nó nói sáng nó thèm rồi mà. Con cứ ăn con cảm nhận ha, con thấy ngon là con khen, mà không ngon là con chê cho cô. Dạ ngon cô. Ngon phải không? À. Ngoài cái bánh á thì anh có thêm một cái món quà, cây son anh tặng cho em. Dạ cảm ơn. Rồi, mua giỏ nó coi cái con. Con nghe mua giỏ con sợ quá. Tại vì tính con nóng lắm. Mà nhỏ cố gắng, nhỏ thiền, nhỏ làm bánh, nhỏ làm đủ thứ để bớt dằn cái nóng của nhỏ lại. Cái nóng của anh nó là đã từ hồi là thời trẻ bồng bột. Nhưng mà bạn này bạn nói tính bạn nóng dữ lắm luôn. Không sao. Thì lỡ mà bạn nóng quá rồi bạn không, bạn nói nóng quá không nói. Châm ngòi khai quả cho con lên lại cái nóng của con như ngày xưa nữa thì sao? Đi. Con bỏ đi ra ngoài khoảng 5-10 phút đó vô nói chuyện tiếp. Con cũng đã bỏ đi luôn con. Hai đứa bỏ đi luôn hả? Vậy nhà tụi con phải sắm hai cái xe rồi đó. Con biểu diễn võ thuật cho bạn gái coi nào. Mình thử mình thể hiện cái tài lẻ của mình đi. Nói chung là mình đá một cái vài cú đá gọi là cơ bản nhất. Cú đá cơ bản nha. Hey. Đây là có huy chương đàng hoàng, nó thế nào ra thế đó. Đó. Đây là những cơ bản nhất của trong Taekwondo. À giờ con lấy cái bánh không? Con lấy cái bánh thấy luôn, đá bài cái bánh rồi chú coi được luôn. Bên là nữ hát bài tặng bạn gái hay bạn trai đi, nãy bạn trai múa giỏ rồi đó. Con tính hát cái sáng không hồn á chứ. Cái gì? Cái gì? Con hát bài gì? Cái cái xác không hồn hả? Ủa có cái bài đó hả ta? Có, của Nhật Kim Anh. Ủa thiệt hả? Đúng rồi. Vậy con hát một đoạn hả Nhật Kim? Ừ, con hát đoạn đi. Anh biết em mà, phải lo cha mẹ cuộc sống ấm em. Đường tình duyên em định buông xuôi giữa dòng đời. Anh chớ đau lòng vì một người như em. Chưa hiểu chưa tròn, tâm thân này đành theo gió bay. Vậy đó hả? Cái xác không hồn vậy đó hả? Chưa. Còn khúc sau nữa. Thôi được rồi, bây giờ mình đùa chơi vui chút xíu. Bây giờ chúng ta nói về tình yêu đi các bạn. Hẹn hò sao nè? Thì nói chung là một tháng con có thể dành ra được cái tuần nào nếu mà được thì anh có thể về với Vĩnh Long mỗi tuần một ngày. Tuần nào anh cũng đi được hết. Mỗi tuần một ngày như lại một tháng 4 ngày đó. À, một tháng 4 ngày đó đúng không? Đúng vậy. Được không con? Dạ được cô. Khoảng cách đâu có gọi gì gọi là xa. Nó cũng nằm trong phạm vi của trái đất. Và cũng trong một cái gọi là Việt Nam thôi. Ghê không? Ok, chính xác luôn. Cái quan điểm tình yêu và hôn nhân của hai đứa đi. Để mình hiểu nhau hơn nha. Trong cái quan điểm tình yêu của con thì gọi là biết chia sẻ lắng nghe cùng nhau, nắm tay cùng nhau đi hết tất cả những gì mà như là đi phượt nè, du lịch đồ. Một người biết chung thủy vậy là được. Còn em thì người đó phải là có bản lĩnh, phải có sự quyết đoán, không gia trưởng, phải độc lập về suy nghĩ lẫn tài chính. Cái đó là anh có rồi. Với lại là em thì nóng nó nhưng mà em muốn tìm một người là tính tình phải là nóng hơn. Nóng hơn trái nhà anh ơi. Phải chịu được cái tính của em. Dạ thí dụ tại vì anh mới gặp em thôi là rất là khó, nhưng mà anh hiểu tính em thì em rất là dễ. Đâu, anh thấy nãy giờ em cũng đâu có gì gọi là khó lắm đâu. Khó lắm anh ơi, khó lắm. Em vậy, khó to tính. Vậy em hãy cho mình cơ hội với nhau, sẽ tìm hiểu cái tính khó như thế nào. Thôi. Dạ. Được rồi, mình để tay nút bấm đi, nãy giờ nói chuyện nhiều lắm rồi. Cho nhau cơ hội hay không là tùy hai đứa. Các bạn hãy nhắm mắt lại, cảm nhận xem đây có phải là người mà mình sẽ hẹn hò hay không. Bấm nút là trao duyên, là hẹn hò, là hướng tới những điều tốt đẹp nhất. Nào, sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng.
nắm tay nhau nào. Chúng ta đã đồng ý hẹn hò với nhau và chính thức ngày hôm nay mình hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau thật chặt đó. Bây giờ mình nói gì với gia đình hai bên đi, nói chuyện với ba đi kìa. Ba đang ngồi coi truyền hình đó. Thưa hai bác, con sẽ cố gắng cùng em đi hết cái quãng đường còn lại của cuộc đời hai đứa. Hay quá. Chăm lo cho hai đứa một cuộc sống gọi là vui vẻ hạnh phúc. Thôi hung đại đi, hung đi. Xin phép em. Rồi nào mọi người ơi, mọi người vỗ tay đi nào. Đó. Xin mời đàn gái. Ở đây kìa. Mời nhà trai. Rồi, chào em trai. Ngồi đi em. Dạ. Mình tự giới thiệu về bản thân xem nào. Dạ vâng, con chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh và chào toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay cũng như là đang xem đài ạ. Em xin chào nhà trai ạ. Em xin tự giới thiệu thì em tên là Ngô Thị Mai. Thì năm nay em 28 tuổi và em đến từ Đắk Nông. Dạ, hiện tại thì em đang ở trọ Thủ Đức và em làm việc tại quận 4 ạ. Dạ, con làm bên ngành bảo hiểm nhân thọ ạ. Rồi, mời bạn trai. Mina konnichiwa. Watashi wa Lý Tuấn Tú desu. Nansai wa Sanshuni desu. Dạ, em dịch lại tiếng Việt. Lời nói đầu tiên thì em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và tất cả các bạn đang xem truyền hình cũng như tất cả các bạn đang ngồi trên khán phòng. Em tên là Lý Tuấn Tú, năm nay 32 tuổi. Thì hiện đang sống và làm việc tại Củ Chi. Thì em đang làm lái xe nâng hàng bột cho công ty thực phẩm. Lái trong công ty chứ không phải lái ở ngoài đường, cho nên em đừng có sợ lăng nhăng nha em. Tú lái xe, nhưng sao Tú lái biết tiếng Nhật? Tại vì đó em đi hợp tác lao động 3 năm, từ năm 2015 đến năm 2018. Dạ rồi. Nhà gái cho chúng tôi biết một chút ưu điểm, khuyết điểm nào. Thì ưu điểm của con nó là biết lắng nghe, chia sẻ. Đôi khi con có thể truyền được cái năng lượng tích cực cũng như là tiêu cực đến với lại người đối diện. Tại vì cái mặt con kỳ lắm, vui buồn gì là nó thể hiện hết lên mặt luôn. Và đồng thời thì con thấy con có một cái ưu điểm nữa là chơi khá là thân với lại các em bé dưới 10 tuổi và người lớn trên từ 70 trở lên ạ. Dạ. Có tật xấu gì không? Dạ vâng, tật xấu thì cũng không ít đâu ạ. Chắc là con hay quên với lại thiếu tập trung. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là thì làm việc nhiệt tình. Đặc biệt là đúng giờ. Em thì em người ta hẹn em mấy giờ thì em phải bắt buộc phải đến đúng thời gian đó, không được đi trễ. Tốt. Tự nhiên là em làm bên Nhật 3 năm là mình quen cái cũng như là cái nội quy, cái phong cách làm việc của người Nhật là em cũng học tập được cái đúng giờ ha. Đúng giờ anh. Dạ. Nhược điểm của em chắc là hơi nhát với lại hơi ngại trước những người đẹp. Dạ. Mấy mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình, mà một mối tình đơn phương và một mối tình cũng bình thường anh, cũng lâu rồi. Mấy năm rồi? Dạ cũng 7-8 năm rồi anh. 7-8 năm trước. Mấy năm? Yêu 2 tháng à. Trời ơi. Thì cũng như là bạn đó cũng còn nhỏ tuổi. Có một ngày là bạn em thấy là bạn đó cũng như là còn ham chơi quá, tính tình chưa có chín chắn á. Em thì em cũng muốn là bạn gái mình chín chắn là lo sau này nữa, cho nên là em chủ động em chia tay. Trời ơi. Dạ. Còn mình có mấy mối tình rồi con? Dạ con thì con tính có mối tình thì con trải qua hai mối tình. Dạ mối tình đầu tiên ấy thì gọi là mối tình gà bông thì không tính rồi. Dạ mối tình thứ hai thì cũng chỉ kéo dài được 2 tháng thôi. Cái mối tình thứ hai nó đến chưa đúng thời điểm cũng như là chưa đúng người. Tại vì bạn này á, thì không có đem lại cái cảm giác an toàn cho con là cái thứ nhất. Khi mà bạn với con nói chuyện thì con cảm thấy không có hợp và bạn cũng không có cái định hướng là con thì con thích kinh doanh. Thì bạn cũng không có cái định hướng sau này kinh doanh, tức là bạn sống quá an phận. Dạ. Bây giờ con muốn tìm một nửa yêu thương thế nào là tả thử coi giống bên đây không? Đúng rồi, con tả thử coi để cô qua cô coi coi nha. Về ngoại hình thì hello. Dạ về ngoại hình thì đi với con thì cân xứng, cũng đừng có trội hơn con là được. Tức là đẹp trai quá. Con không thích đẹp trai quá. Cái đó thì anh bình thường em đừng lo nha. Dạ. Cao bao nhiêu nè? Dạ con cao 1m6. Mình là mét nhiêu nè? Dạ em 1m74. Rồi quá cân xứng rồi. Dạ. Sao nữa? Dạ. Còn về tính cách thì là một người có trách nhiệm với gia đình, biết tôn trọng lẫn nhau, khi mà gặp khó khăn gì thì cũng nên ngồi lại để chia sẻ cũng như là cùng nhau giải quyết vấn đề. Mình nghe ba cái hạng mục đó là mình thấy mình có được mấy hạng mục? Dạ 90% chị.
Rồi con ghét nhất cái tính gì của đàn ông? Thì ghét thì con không có ghét, nhưng mà chắc con không có thích những người đàn ông mà dính phải bốn thứ đó là tứ đổ tường. Đàn ông mà em cũng uống rượu một xíu, nhưng mà ít thôi, chút xíu thôi. Người ta uống 10 phần thì em chỉ uống một phần thôi. Cái gốc thì em nghĩ là đó giờ không có rồi. Ba mấy tuổi mà chưa có, thật sự có mối tình cũng như không à. Dạ. Nè con có con có tin dị đoan không? Có coi cần coi tuổi không nè? Con là người Bắc thì mẹ con cũng khá là tâm thiên. Bây giờ con hợp với tuổi gì? Dạ con thì con hợp với những cái tuổi 88, tuổi Thìn. Tuổi Thìn, cưng tuổi gì? Dạ, dạ em tuổi Thìn luôn chị. Rồi thôi xong, vậy là vô. Xong, giải tỏa luôn. Được rồi đó. Em coi tả coi có đúng bên đây không? Phụ nữ thế nào? Nữ chỉ cần cao 1m55 trở lên, hoạt bát vui vẻ, nói chung là biết nấu ăn một chút xíu là được. Quá đơn giản rồi. Dạ con nấu ăn thì quá tuyệt vời rồi. Rồi thôi xong. Dạ. Dạ. Đi với ai? Dạ hôm nay thì em đến chương trình với em gái em ạ. Rồi chào em gái. Con chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân. Con là em ruột của anh Tú. Con thấy chị Mai thì hiền, dễ thương, xứng với anh Tú. Hai người anh chị có nhiều cái sở thích giống nhau. Nên con đi với ai? Dạ hôm nay con đi với lại anh trai của con và một người bạn. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và toàn thể quý vị có mặt trong khán đài ngày hôm nay ạ. Thì em xin tự giới thiệu, em tên là Hải, là anh trai của Mai. Thấy bạn trai này có vẻ hiền lành, tự tin. Và đặc biệt mình thích nhất cái tính của bạn đó là bạn làm trong công ty Nhật á, nên cái tác phong công nghiệp rất là cao. Mình cũng mong muốn là bạn có thể chia sẻ cho mình một chút cái kế hoạch về tương lai. Khi mà cưới nhau á, cưới nhau thì chắc chắn nó sẽ không phải màu hồng đâu, mà nhiều khi nó màu đen á. Nhưng mà mình hy vọng mình cố gắng biến cái màu đó thành màu nâu cho đẹp một xíu. Nâu cũng còn ấy lắm em. Nó phải là cái màu xanh xám đi, ví dụ xám trắng đi, ví dụ vậy là ok. Thì cái dự định của mình sắp tới á, thì mình đang chuẩn bị học ngành dược, là học 2 năm rưỡi là trung cấp dược. Ra là mình có thể đi làm nhà thuốc, hoặc là mình mở một cái tiệm riêng. Bởi vì mình cũng có một cái số vốn nhỏ rồi đó. Hoặc là sau này mình thích buôn bán, hay là mình thích ở nhà làm cái gì chăn nuôi hay gì thì buôn bán kinh doanh thêm cũng được. Cái này mình khuyên lời khuyên chân thành cho dành cái Mai á. Mai ơi, bấm đi nhá. Mở nào. Rồi, chúng ta bắt đầu trò chuyện đi. Không gian này là của các bạn đó. Bắt đầu đi em. Đến đây thì mình cũng có giỏ hoa tặng bạn. Dạ em cảm ơn. Em cũng có một món quà tặng anh, đó là cuốn sách. Em cũng khá là thích cuốn này. Dạ anh cảm ơn em. Dạ rồi. Thì anh cũng thích đọc sách lắm. Để anh giờ anh sẽ đọc. Dạ. Em thì mình bây giờ mình đang ở Sài Gòn hay là mình ở quận mấy em? Hiện tại thì em đang ở quận Thủ Đức và em làm việc ở quận 4. Thường thường cuối tuần mình em thường hay đi đâu chơi nhỉ? Bình thường cuối tuần đó thì em sẽ về gia đình, hoặc là em sẽ đi leo núi Thị Vải. Anh cũng thích leo núi lắm. Dạ, thì khi nào có gì thì hai anh em mình đi chung. Thường thường thì cuối tuần thì anh hay đi xem phim, nghe nhạc, xem thể thao, em có thích không? Dạ thì cái này thì em cũng nói thích thì cũng không thích đâu, nhưng mà cũng không có ghét. Dạ. Bây giờ anh là con cả trong nhà đó. Thì không biết là em có ngại về cái vấn đề mà mình về mà ở sống chung với gia đình anh không? Thực sự thì em cũng không có ngại về vấn đề làm dâu. Hiện tại thì mẹ em cũng có ở một mình thôi, và em cũng muốn sau này mẹ em có thể ở cùng với em. Nói làm dâu thì thôi, như sau này có điều kiện á thì mình có thể để dành một số vốn này nọ thì mình có thể mua đất mình xây nhà ở ngoài riêng. Còn trước mắt thì anh có nhà sẵn ở Củ Chi á. Thì mình cứ ở nhà anh trước, rồi sau này thì có điều kiện thì mình sẽ tính xa hơn nữa. Trước mắt là như vậy. Bạn trai sẽ nắm tay bạn gái để cảm nhận mình, xem cảm xúc khi mà tay nắm lấy bàn tay thế nào, và nói cái gì đó, hát cái gì đó cũng được. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi đến cuối chân trời. Con đường. Nói chung hát được. Nói đi, nói với em gái gì đi. Thì lần đầu tiên đến với chương trình thì mình đã cũng nói chung là cũng tuổi cũng hơi lớn rồi đó. Cho nên là anh nghĩ là mình cũng nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Tìm hiểu xong thì mình có thể tiến xa hơn. Em thấy nãy giờ là những cái quan điểm với lại cái cách nói chuyện của anh cũng khá là trùng hợp với lại cái quan điểm của em.
Dạ. Về báo nút nha. Dạ. Cảm giác trái tim rung động, bấm luôn, không chần chờ gì cả. Đó. Còn nếu như cần suy nghĩ thì ta lắng lòng mình lại, kiểm tra một lần nữa con tim ta mình xem. Ta bấm rồi. Rồi. Đó. Chúc mừng hai bạn. Chính thức các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau, hãy nắm tay nhau. Đấy, đẹp đôi. À, rồi xin linh phép hôn má luôn. À, xin phép anh trai mình hôn má. Mời nhà trai. Ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Chào bạn. Mời bạn ngồi. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ em là tên là Bành Minh Quân. Năm nay em 42 tuổi. Hiện em đang làm chạy xe cho công ty nhà em. Công ty nhà luôn hả? Dạ. Chạy xe 16 chỗ, 26, 50 hay là xe 4 chỗ? Dạ xe 7 chỗ đến 16 chỗ. À, tức là nhà em là kinh doanh dịch vụ cho thuê xe đúng không? Dạ đúng. À rồi. Dạ, mời nhà gái. Nhà gái nè. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan cùng toàn thể quý vị khán giả trong khán đài. Dạ em tên là Nguyễn Ánh Lan. Em hôm nay 36 tuổi, em làm nhân viên văn phòng. Quê em thì ở Bà Rịa Vũng Tàu. Em sống và làm việc ở quận 9. Quân có ưu điểm gì? Dạ ưu điểm của em là em siêng năng lắm. Với lại cái tính em nó kỹ, sạch sẽ, gọn gàng, em thích vậy. Em có biết chút về ngành y. Ngành y nữa? Dạ. Ủa đó em học gì mà làm ngành y, biết ngành y? Rồi đó em học y sĩ với điều dưỡng nè. À vậy hả? Rồi ra làm có thực làm có, bệnh viện không? Làm 2-3 năm rồi. À rồi sau đó mới về gia đình làm riêng đúng không? Dạ, nhà công việc nhiều quá, về hỗ trợ nhà. Không có thời gian làm chồng. Rồi vậy là có kinh nghiệm chăm sóc con cái, vợ con rồi ha. Ngon, ngon, ngon đó, ngon. Ngon đúng không? Ngon. Hiện nay thì em ở nhà với ai? À, em ai sống với ba mẹ với lại bà chị nè. Ba mẹ là bao nhiêu tuổi rồi? Mẹ em là 69, ba em 68 ạ. Rồi vậy là lấy vợ vậy có phải lập dâu không hay là có cho ra riêng? Chị em có căn hộ á. À cho em nửa căn rồi, còn nửa căn em đang chạy em làm em góp em lấy căn hộ đó. Lấy căn hộ riêng không? Còn nhà thì em ở chung với cha mẹ em thì cũng được luôn. Rồi ở đâu cũng được mà. Chị cho căn hộ thì trả được nửa, còn nửa là em lo. Dạ đúng rồi. Rồi vậy là chạy từ đây tới cuối năm là trả hết luôn, làm tổ ấm cho riêng mình. Gần hết rồi, gần hết luôn hả? Trời giỏi quá. Trời ơi nhà trai khỏe, có căn hộ gần trả hết rồi đó. Mà nãy giờ nghe toàn ưu điểm không nha, chưa thấy nghe khuyết điểm. Khuyết điểm em thì em có hút thuốc á, với lại em có cái tính em cũng hay quên trước quên sau. Giờ bỏ thuốc được không? Bỏ hả? Bạn đó làm động lực cho em bỏ được á. Được luôn. Mời nhà gái. Mời nhà gái nói về ưu điểm của mình nè. Dạ, ưu điểm của em thì em chịu khó với lại nhiệt tình. Về nấu ăn thì cũng biết chút chút, tại vì chỉ nấu ăn những món ăn trong gia đình thôi. Còn cái khuyết điểm của em á, giống như là hơi khó tính một xíu. Tại vì giống như là em của em thì nói là chắc là chị già rồi nên khó tính á. Giống như là chị chưa chồng nên là khó tính. Nhưng mà em cũng thấy là cũng không đến nỗi như vậy. Tại vì nói thì nói vậy thôi, nhưng mà em nghĩ là có những cái đúng hoặc là cái những cái ấy thì mình cũng không có rạch ròi gì quá. Dạ. Ai nói mình già? Ta còn mơn mởn dễ thương vậy mà kêu già. Đừng có nói già, đừng chạm người. Nó đó mới già nè. Hả? Đó. Đừng có nói nha, tôi chưa già. Dạ. Ở đây là đừng nói chuyện già hay là còn trẻ gì, chỉ nói là người lớn tuổi thôi. Sống lâu năm. Dạ. Đây mới có chút xíu à. Trẻ măng à. Dạ em cảm ơn anh Quyền Linh. Rồi bây giờ mình khó tính vậy rồi mình bao nhiêu mối tình rồi? Em chính thức thì cũng chắc 2-3 mối á chị. Mà cũng không đi đến đâu hết. Tại vì em thấy là mình cũng chân thành với người ta. Nhưng mà toàn bị người ta là giống như là không chân thành lại với mình không à. Bạn trai em quen á thì lúc đầu cũng chân thành lắm, nhưng mà lúc sau thì quen xong rồi em mới phát hiện là bạn cũng lăng nhăng á, hoặc là bị người yêu cũ rồi quay lại rồi quan tâm á, thì em không có chịu điều đó. Lo điều đó đúng không? Thì tôi hỏi bên đây có người yêu cũ không? Có người yêu cũ không? Không. Chưa quen ai luôn.
có em có quen. Có quen là phải có người yêu cũ chứ. Giờ bỏ lâu rồi sao, hai mấy năm rồi đó. Trời ơi. Sao mà cũ nữa. Quá cũ rồi. Quá cũ xèm luôn. Ủa sao mà chia tay hai mấy năm luôn á hả? Em quen lúc 18 tuổi á. Đến giờ em 42 nè, em chưa quen ai luôn á. Vậy đó hả? Ôi, quen mình... mấy năm? Dạ, quen 2 năm tính ra trường cưới. Quen 2 năm mà sao không cưới người ta? Nhà gái đâu có chịu. Sao vậy? Em đậu Phật, rồi bắt em theo đạo á. Ừ. Rồi em nói hồi đạo ai nói giữ đi, mà bên nhà gái khó tính quá. Rồi lại giờ chia tay 20 mấy năm. Chia tay luôn. 20 mấy năm trời không quen thêm một người nào hết. Đi bộ đội thì sao quen, có gái đâu mà quen. Học đi. Em học ngành y vô bộ đội mà. Rồi về em mới học thêm. Dễ thương quá à. Đó là nhà gái rất là dễ thương nha. Nhà gái tôi nhìn rồi. Dạ dạ, dạ. Số 1 luôn đó. Ừ, quan trọng cho anh á. Quan trọng nha anh đúng không? Bên kia trong trắng luôn á. Có mối tình mà chia hai mấy năm. Cũ quá cũ luôn. Quên luôn. Không có chuyện người yêu cũ, người yêu mới đâu. Mà rất là dễ thương, nãy giờ em nghe nói thấy dễ thương không? Dạ, em nghe anh chia sẻ thì cũng rất là chân tình. Anh, bây giờ nè, mình muốn có một cái người yêu lý tưởng như thế nào? Em muốn có một người yêu là trước tiên là anh ấy là phải chân thành. Với lại biết quan tâm chăm sóc gia đình. Không có gia trưởng. Anh chân thành lắm, không có gia trưởng luôn. Phải có một mối quan hệ nghiêm túc. Không có bắt cá anh. Bắt gì ta, hai mấy năm không có ai chứ mà bắt cái gì mà bắt. Yên tâm, còn gì nữa không? Có cái gì mà em không, em ghét luôn, em ghét ở đàn ông không? Ừ. Dạ, là giống như là tính lăng nhăng thôi á chị. À, dạ, với lại cái lăng nhăng là... nữa. À, vô tâm thì để hỏi lại nha. Không, em ngành ơi, em tâm em có. Tâm năm em tâm đức em có. Cái tâm đức đó là khác, còn này mình quan tâm với cho quan tâm, bạn gái mình là khác. Rồi, em quan tâm chăm sóc ok kỹ càng luôn. Không biết không? Em chăm sóc cái gì, chăm sóc chiếc xe của em vậy đó. Trời ơi trời. Có người sắp đi rửa hoài vậy hả? Em bóng lưỡng à. Em kỹ lắm. Anh lành khóa nhà trai của anh luôn rồi đó. Dạ. Còn bấm tôi bấm á, tôi nói chứ. Bà không bấm tôi bấm được không? Dạ. Ờ, mấy con gà quả bị quýnh à. Ai đâu quýnh? Ai biết đâu, nhiều người thích chi sao? Hồi hồi đừng xui. Bà mối là xui dại không? Là mối, là dành mối. Chứ ông mắc cười quá. Dễ thương á. Có duyên lắm đó nha. Mình đi với ai? Dạ, em đi với dì của em. Dì hả? Dì ruột? Dì Út dạ, hả? Dạ, Út. Dạ, chào dì. Xin chào Quỳnh Linh, chào Ngọc Lan. Dạ. Chào quý vị khán giả. Dì Út thấy nhà trai sao dì Út? Mình nhìn bên ngoài thì thấy em cũng dễ thương, cũng vui vẻ đó. Bé Loan này nè, tính nó chân thành lắm. Mà nó cũng hơi khó tính đó là nó không có giống như người ta, đụng ai cũng quen. Là thấy không được là dù người đó có thích nó cũng lơ à. Nếu như mà hai người cho nhau cơ hội đi rồi ví dụ như bây giờ nhấn nút đi, từ từ tìm hiểu, thì cái đó em nghĩ là sau này nếu như mà hợp tiến tới nó cũng hay. Cần sự quyết định là giữa bé Loan với anh. Rồi. Cảm ơn dì Út. Đi với ai? Đi với mẹ với chị em á. Con xin kính chào MC Quyền Linh và Ngọc Lan, những người con hâm mộ nhất. Lúc nào cũng coi chương trình Quyền Linh mà thương Quyền Linh lắm. Cảm ơn nha. Thì bây giờ nay cũng 42 tuổi rồi mà thấy không có quen ai hết á, rồi cô xử chết không ai cưới nó. Rồi xong bắt đầu là cô đăng ký đó. Ủa vậy đó hả? Bây giờ nhà thì nói chung là cũng cô cũng lo đầy đủ hết rồi. Dạ. Bây giờ thiếu một cô con dâu nữa thôi. Nếu mà hôm nay á mà bạn gái hôm nay cô thấy cũng được. Xem xét cho kỹ thì bấm nút đi rồi cho một cơ hội, cô tạo điều kiện hết cho. Hay quá. Cô nhà cô còn con trai hết rồi, có mình nó thôi mà. Trời, giờ nó chưa có đám cưới, cô rầu cũng chết vậy nè. Nhờ chương trình này làm cầu nối mà cho nó có gia đình ổn định á. Cô thí dụ chút bên đây không bấm nút thì con bấm được không cô? Cô nhảy lên cô bấm luôn. Nhà cô thì có phòng vé, có gì nếu mà kế toán thì về làm phòng vé nhà cô luôn. Trời ơi, ngon lành. Phòng vé máy bay cấp 1 á. Rồi, cảm ơn cô. Quân muốn người yêu của mình như thế nào? Em hả? Đơn giản lắm. Cái nhất là sống phải có đạo đức là được. Rồi, gì nữa? Nói chung là kỹ, sạch sẽ đó. Vậy thôi là đủ rồi đó. Vậy thôi đó hả? Còn nấu cơm, nấu nước rồi này kia? Em bộ đội em nấu được rồi. Giặt quần, giặt áo cho con cái thì được. Trời ơi, bộ đội làm hết được đó. Hết được luôn đúng không? Hồi đó em đi mấy năm trời em làm không chứ ai làm cho em đâu. Đúng rồi. Cao thấp, mập ốm gì không? Em 1m8. Bé đó 1m5 trở lên được rồi. Được. Nhà gái hơi bị xinh luôn á nha. Dạ, xinh lắm. Dạ vậy hả? Vậy ngon quá đã. Rồi, bây giờ mình mở rào nha. Mở rào.
tiến tới luôn, ôm mình bông tới cầu hôn luôn. Tiến tới cầu hôn hôn cái chóc luôn. Thôi đấy. Anh dạ, anh em bông. Ừ, mà em đừng cầm dơ lắm. Đấy em cầm cho. Bên đây dạ. À, bên đây, bên đây ạ. À. Cảm ơn anh. Thấy đầu tiên gặp thấy có cảm tình. Em đừng cầm nó dơ, để anh cầm luôn cho. Dạ em tặng, con có món quà tặng anh. Anh cảm ơn em nha. Dạ. Mở mở có gì Quân? Dạ. Dạ ở trong này thì cũng có nước sâm với lại uống cho sức khỏe thôi. Với lại em có một cuốn sách là nó có tựa đề. Tại vì cũng chương trình cũng gấp rút á, em cũng chưa có chuẩn bị gì. Nên em thấy cuốn sách này nó có tựa đề cũng rất là hay. Mình buồn đủ rồi, mình hạnh phúc thôi. Nên rồi, em cũng anh sẽ đọc, anh dạ. Sẽ đọc hết luôn. Em cảm ơn anh. Dạ. Rồi, để đây Quân. Dạ, dạ, đây, đây. Rồi, bây giờ quay ghế ngồi tâm sự đi ha. Nói gì vậy? Dạ, em chào anh. Dạ, giờ nói chung là đến với chương trình em cũng hơi bị hồi hộp á. Nên là, dạ, thì em cũng muốn hỏi anh là, ủa anh ở, anh cũng nói anh ở Thủ Đức. Vì anh ở nhà, anh ở khúc nào á? Anh ở ngay chỗ khu lịch Suối Tiên. À, khu lịch Suối Tiên. Ở, mà đi xuống khoảng 2 cây nha. À, vậy là ở phía sau cái khúc đường Hoàng Hữu Nam đi xuống cái khúc gần bệnh viện mới á. Đúng rồi. Em cũng ở gần đó. Vậy hả? Tại giờ em làm trong khu công nghệ cao á. Dạ. Ở khu công nghệ cao hả? Dạ, sáng rồi. Em mới đi ngang bên đường đó tới phiên trường nè. Dạ. Anh đi cầu Phú Mỹ đúng không? Đi đúng ngang rồi. Cầu Phú Mỹ. Dạ, em cũng hồi sáng em cũng đi đường đó, em đi xe máy lại nhỏ em. Dạ. Rồi anh hỏi em đi, em cũng đang hồi hộp. Có chuyện đó là kể cả gì em nói hết, anh nghe bên đây nghe hết trơn rồi, hỏi gì nữa trời, biết hỏi gì đâu. Thấy em sao? Dạ em... À, dạ em thấy anh sao? Dạ gì cơ? Dạ nói chung là em dự định bao nhiêu lâu em kết hôn á? Dạ em thấy là cái vấn đề này thì giống như hai người quen tìm hiểu nhau, nếu mà hợp á, thì em nghĩ là cỡ tầm 6 tháng trở lên. Với lại em cũng nghĩ là thời gian cũng không có quan trọng vấn đề đó, quan trọng là mình hiểu rồi xong mình hợp thì mình tiến tới hôn nhân thôi. Dạ. Rồi rồi. Dạ anh thấy em sao anh vậy à? Dạ anh thấy em sao ạ? Tại vì anh giống như là có giống như cái mẫu người mà giống như anh nghĩ là anh sẽ gặp trong hôm nay hay không á? Cứ mẫu người anh dạ. Anh đăng ký là mẫu người giống mẹ anh đó. À, em cũng cái mặt cũng giống kìa. Chứ anh đâu có đăng ký giống ai đâu. Anh đâu có thần tượng gì đâu. Dạ. Nhưng mà ý là thấy người ta thấy được, đẹp, thấy được xinh đẹp người kia. Mình thích không? Thích rồi. Dạ. Trời ơi, gần nhà anh đưa đón em dễ lắm á. Dạ, thường thường á thì anh đi làm á thì khoảng mấy giờ anh về rồi? Anh làm thứ hai công ty anh làm nhiêu cả 22 ngày một tháng á, thứ bảy nhật anh nghỉ. Dạ. Còn mấy ngày kia giờ dắt khoảng chắc 9 giờ mới về nhà. À 9 giờ tối ha. À vậy cuối tuần được. Thứ bảy nhật được nghỉ. Dạ. Công ty anh không có chạy. Còn nếu mà ở ngoài có ai kêu anh chạy dịch vụ mà anh thấy ngon thì anh chạy, cũng ngon ở nhà. Dạ. Chạy yeah. Show đúng không? Chạy show. Chuyến kiếm được mấy triệu cũng được ha. Không, ít lắm. Sài Gòn Vũng Tàu chắc giờ xăng lên chắc có 2.2 triệu được. Sáng đi chiều về 2.2 triệu được. Trời bao xăng luôn hả? Bao xăng luôn hả? Xăng của mình chạy mà mình bao người ta mà chị. Trời sáng ngày kiếm 2.2 triệu trừ xăng 200 còn lại 2 triệu. Ngon quá. Đâu có dễ ăn đâu anh. Thôi bây giờ mình tính tới đi. Bây giờ nếu như mình lấy nhau á, rồi trễ rồi đó. Dạ dạ. 42 đẻ không kịp á. Lấy mà cho mẹ em vui đúng không? Ủa, lấy... Thôi mình lấy cho mình nha. Thì lấy cho em nhưng mà mẹ em cũng vui đây rồi. Nữa. Em hạnh phúc thì mẹ em hạnh phúc gấp 10 luôn. Dạ dạ. Đó. Bây giờ bàn với coi thử coi bây giờ nè. Nếu mà lấy nhau mình xin trai hay gái, ai em thích trai hay gái hỏi coi. Em thích boy hay girl? Dạ. Em... Dạ em nghĩ là con cái á, thì trời sinh cho con nào thì mình nuôi đó thôi. Dạ đúng rồi. Đúng. Anh cũng vậy, đứa nào cũng con mà. Dạ. Ở giờ có làm dâu không? Ừ, vậy em thích ở đâu? Ở nhà hay là ở căn hộ? Thích ở chung mẹ hay là thích ở dạ, dạ em nghĩ là giống như là đa số thì
ở ghiền cho nó mình hả? Giống như là mình cũng chạy qua chạy lại mà, giống như là có thể em làm dâu, nói chung làm dâu được mình, giống như là mình, em không nghĩ là giống như con dâu với mẹ chồng, nếu như mà con dâu đối xử tốt với mẹ chồng thì mẹ chồng đối xử tốt rồi mẹ chồng đối cũng sẽ đối xử tốt với con dâu thôi. Dạ. Em không có ngại điều đó. Dạ. Dạ. Nhưng mà quan trọng là mình biết cách cư xử với nhau, cách sống với nhau là được. Dạ. Rồi, vậy đối với mẹ chồng, mẹ chồng lo hết, con cái con mẹ chồng ấy, bà nội sướng thấy màu luôn. Sướng. Bây giờ làm dâu sướng còn gấp bao nhiêu lần ngày xưa luôn á. Ở ngoài mới khổ lên ha. Đúng rồi, ở ngoài khổ thêm nữa. Mình phải làm về còn chăm sóc con cái rồi đưa đi học. Ở nhà có bà nội ha là lo hết. Thấy bà nội là lo con dâu lắm rồi đó. Mong lắm rồi đó. Thì làm dâu cũng được đúng không? Dạ. Làm dâu ở riêng gì cũng được hết anh, nhưng mà chạy qua chạy lại đều được hết. Có 1 cây số à. Dạ. Từ nhà anh đến căn hộ có 1 cây số à. Ngày còn hôm nay đó. Nó gần xịt à. Gần xịt đúng không? Dạ. Vậy khỏe rồi. Bây giờ nè, tiến tới nắm tay. Nắm tay em còn búp bê cạnh nữa kìa. Ủa còn nữa hả? Còn búp bê. Vô lấy đi. Còn quà nữa hả? Đâu rồi. Vô lấy đi sao còn ngồi đây ta. Quà vậy? Lý do tại sao nhiều quà vậy? Gì? Lý do tại sao nhiều quà? Em muốn bạn gái em hiền. Búp bê đại diện cho cái hiền. Hiền đó. Dạ em cảm ơn anh. Xinh đẹp. Rồi. Còn anh này tài xế, anh tặng chiếc xe nè. Em chịu ngồi trong đây, anh chở em à. Dạ em cảm ơn anh ạ. Chú đáo chưa, đứng đó hát bài cho tặng gái luôn. Hát bài anh xin thề anh sẽ yêu mãi thôi, yêu em nồng say suốt đời. Anh bờ quặn đẹp trai dễ thương và con tim rất chung tình. Yeah. Gặp nhau hôm nay mà dường như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Yeah, yeah. Mình yêu nhau đi đừng ngại chi em ơi, yêu anh nhé. Người em yêu hỡi, em có nghe trong tim bao tiếng yêu vang lên dành cho em đó. Người em yêu hỡi, mơ ước chỉ xa xôi, em biết không em ơi, I love you. Được quá Quân, được. Dạ. Quá. Trời ơi, quá dễ thương quá. Rồi, tới em gái hát đi. Hát đáp lại đáp đi. Đáp lại liền em. Dạ. Mình đâu để mình lép vế như vậy em. Em cũng hát không có hay, nhưng đấy, mà thôi. Anh đến, nghe là được đến rồi. Đến theo chương trình nghe thì em cũng hát một xíu thôi dành cho khán giả trong trường quay, cũng như là dạ nhảy ha, em đâu biết nhảy đâu nhiều đâu. Nhảy tới bạn hát đi. Vậy dạ. Em không biết. Hát đi, hát bài gì cũng được mà. Miền Cần Thơ gạo trắng nước trong, vui niềm vui ấm no cuộc sống. Miền Đông Tháp ruộng lúa thơm bông, yêu tình yêu thấm duyên mặn nồng. Hey. Ai qua Tiền Giang xuống Pha Mỹ Thuận. Hey. Ai đi Hậu Giang bến Bắc Cần Thơ. Yo. Đi về Minh Hải hay đi về Kiên Giang. Hết chưa đi em? Về Sa Đéc hay là về hả? An Giang. Hay quá. Em mà hát xíu nữa anh xẻo đi luôn. Nhảy mạnh lắm chứ. Trời ơi, bà dễ thương quá vậy. Em về nhà em vui em cười. Em hết chịu luôn á. Hôm nay em cũng tưng 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 vui lắm á. Mà thật lòng á là vui à. Em mà thật thà lắm, tính em thật. Đúng rồi, anh chưa thấy là cái tính cách anh là thẳng thắn, nói rồi chứ vui. Không có để bụng. Bây giờ nè anh hỏi nè. Dạ. Thật ra em có rung động trước cô gái này không? Giờ bất mạnh anh biết liền. Nó đập 100 mấy rồi đó. Lên quá rồi ha. Hả? Dạ. À, muốn lấy vợ liền không? Nhưng mà bạn nói 6 tháng đến năm thì cuối năm nay là đủ 6 tháng rồi đó. Bạn nói tùy theo cảm xúc. Dạ. Quan trọng là mình tiến tới người lớn hỗ trợ thế nào, tiến tới liền luôn. Dạ. Ha, biết đâu tình yêu chăm sóc vừa gọi là tận tâm, bạn ấy sẽ chứng minh tình yêu của mình cho bạn ấy biết nha. Dạ dạ dạ. Rồi. Thôi được rồi, về đi. Vậy là mình thể hiện đúng dạ, dạ. Cái bản lĩnh của người đàn ông rồi đó. Còn tùy bạn gái quyết định thôi. Không bấm má nhảy lên bấm á nha. Dạ, bấm rồi. Dạ, bấm chứ. Dạ, đây. Để tay nút bấm đi Quân. Bên tay trái kìa. Đó, thích là bấm nha Quân nha. Dạ. Thích là bấm liền luôn, không chờ đợi gì hết. Đây chị cầm quà cho. Em gái suy nghĩ cho kỹ. Nếu như mình cảm giác đây là một nửa
mảnh ghép của mình. Đây có phải là nơi để mình cùng vượt qua sóng gió cuộc đời để đến gọi là hạnh phúc, thì chúng ta hãy cho mình cơ hội bấm nút. Quyết định là tùy em đó nha. Còn bên anh là bấm rồi đó. Không bấm má lên bấm. Em không bấm là tôi nhào vô tôi bấm liền. Nào, hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3. Hết thời gian. Đã bấm. Chúc mừng. Chúc mừng em. Chính thức đó, nắm tay nhau đi, chính thức rồi. Mình chính thức hẹn hò với nhau rồi. Ha. Sao tự nhiên tới lúc này rung, nãy giờ không rung, tới lúc này rung là sao? À, nắm tay em cái à. Đó, vậy đó, đang tay vô. 20 mấy năm rồi, chưa nắm tay phụ nữ, mình cảm giác sao không? Dạ. 20 mấy năm rồi, chưa nắm tay phụ nữ, giờ mình cảm giác sao? Thôi trường lạnh mà, em muốn hôi em biết rồi đó. Thích lắm hả anh Quân hả? Dạ. Thích lắm hả? Không phải, kiểu như là lâu lắm rồi cái mình không có quen ai á, giờ tự nhiên thấy có người bạn gái kế bên, tự nhiên nó thấy nó có cái sức sống vậy, hiểu không? Nó vậy. Vậy thì việc đầu tiên anh phải làm đó là bỏ thuốc. Thì đó em bỏ từ từ mà. Ừ. Chứ bỏ liền lúc dạ. dễ bị chết lắm. Nói với má đi, biết chị đi. Dạ. Nói với má. À, hàng cũng có rồi nè, thấy không? Con dâu má nè, thấy không? Đó. À. xin luôn căn nhà. Cầm micro á con. Rồi mẹ cũng chúc mừng hai con. Nhờ chương trình làm một cái cầu nối á thì cho con hết ế, chứ bốn mấy tuổi ế quá rồi. Mẹ mắc cỡ. Bây giờ có gì rồi mẹ rất là hạnh diện với xóm làng này kia. Chứ còn cứ nói có thằng con trai mà sao không có vợ. Sao kỳ vậy? Nó không biết nữa. Sớm nói bị đề mới ghê. Cái thằng kia kìa nói bị đề, nói cả chiếc này vô lên chương trình về là mày coi có bị đề không. Vậy mà thẳng vô ống kính nói với cái người đó là bây giờ tôi hết bị đề rồi. Mày chuẩn bị chung mấy chầu nhậu đi cho mày. Mà năn nỉ hoài, nói đăng ký chương trình này nó không chịu. À. Nó chịu là 2-3 năm nay là nó có vợ rồi, nó không chịu. Rồi bây giờ cô đăng ký đại luôn. Dạ. Định mệnh đó cô đó. Hai bạn phải đợi nhau để gặp nhau ở trên sân khấu này vào ngày hôm nay đó cô ạ. Rồi cái chương trình mới là điện cho cô. Dạ. Mới xin số điện thoại, mới trao đổi này kia nọ thì thấy nhanh lắm. Thấy chừng 10 mấy ngày cô mừng quá trời. Mấy đêm nay cô mừng có ngủ đâu được. Trời ơi, cô mừng á, cô không ngủ được luôn. Thấy chưa? Bây giờ là cô đã ghi thiệp hết rồi đó. Cô đã làm danh sách hết rồi đó, vậy đó. Cô lo trước lo xa vậy đó. Để cho con nó có cái máy ấm gia đình đi, mình an tâm. Chứ còn mình già quá rồi, cô gần 70 rồi. Chứ đâu có nhỏ nhen gì đâu, cháu ngoại 26 tuổi đi công an rồi đó. Dạ. Rồi, chúc mừng. Thôi, rồi. Chúc thôi, bây giờ thì dạ, vậy là cũng chúc, may mắn em lắm rồi. Em cũng mệt lắm á nha. Dạ. Là, em coi cái chương trình gì mà cái gì rút thăm mà chúng gì Vinasoy gì. Hát cho ngày mai. À, đúng rồi. Được lên chính mình. Dạ, dạ, dạ đúng rồi. Chứ lại khoái coi Quyền Linh mà dẫn chương trình mà vì bạn xứng đáng á. Dạ. Khoái coi lắm. Cứ có Quyền Linh là cô coi, cô mê lắm. Cảm ơn cô nhiều nha. Dạ. Hâm mộ lắm. Dạ. À, hy vọng hôm nào đó Quyền Linh Ngọc Lan tới nhà cô chơi ha. Dạ. Dạ. Rồi dạ. Em gái cảm nhận của em thế nào? Dạ em giờ em vẫn thấy hơi hồi hộp. Hồi hộp. Tại, dạ đúng rồi. Tim đập mạnh rồi ha. Anh y sĩ điều dưỡng sợ gì, nó bệnh quan gì đâu. Lo. Điều trị được hết á, điều trị được. Về nhà vui lắm á, tính này vui lắm á. Chắc không có giận đâu. Nếu mà vợ giận á là mình gọi là cố gắng làm cho vợ vui nha. Em từ đó giờ không có làm ai buồn đâu trời. Phải không? Đấy. Về cứ mỗi lần ba giận lên là nhảy là ba vui rồi. Em nhảy giống lần quăng. Bây giờ em coi trên mạng á, cái buồn buồn á, ở trên xe nghe nhạc viết rồi cái mình cũng muốn á vậy, biết một hai cái. Dạ. Thôi được rồi em ha. Thôi được rồi anh, được rồi, nắm tay vậy được rồi nè. Được không? Được rồi. Không. Rồi em không tay đây. Dạ. Không thấy Hùng một chút xíu nào hết trơn trời. Mấy năm nó nhút nhát rồi đó. Cố gắng sao hai đứa hỗ trợ cho nhau nha. Chủ động nói chuyện với nhau thật là kỹ để hiểu nhau càng sớm càng tốt nha. Rồi chúc hai em hạnh phúc ha. Dạ. Em cũng cảm ơn chương trình.